Anh Tuyên, anh Tuyên ở lại mật, cảm ơn anh Tuyên. Em làm cái video quay lại kỷ niệm anh ạ. Cảm ơn anh Tuyên, anh Tuyên đã đến ủng hộ chúng em bộ karaoke trị giá là 10 xuống. Bộ này của anh là bao tiền nhỉ? 15.750.000. Đó. Hôm trước anh đã lấy một cái vang rồi. Hôm nay thì anh ủng hộ cho em một bộ của một đôi loa này, đẩy này, và nâng tiếng. Thì nhân tiện đây em ghép luôn cho bác anh em cùng tham khảo. Tức là loa đẩy, đẩy và vang sử dụng nâng tiếng các bác nhé. Là 15.750.000. Nhân tiện đây thì anh em cho em ghép luôn cho bác anh em cùng trải nghiệm. Bác đánh rất sâu uy lực và hiện tại thì không có loa trầm các bác nhé, không cần loa trầm mà bác đã đánh được như thế này rồi. Rồi một lần nữa rất là cảm ơn anh Tuyên đã đến ủng hộ chúng em bộ cao kinh ngày hôm nay. Xin mời các bác anh em, những người đang theo dõi video này thì nhớ cho một cái like, và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng bấm nút đăng ký kênh bên dưới nhé. Chúng ta sẽ cùng đeo tai phone mà ngồi xuống và cảm nhận chất âm của bộ đàn cao kinh ngày hôm nay. Rồi 300 ơn nhé. Xin phép được hát nghiêu ngao tặng các bác anh em một bài, bài hát khá là quen thuộc đúng không ạ? Bài này em hát rất nhiều trên kênh YouTube. Vâng. Để em qua sông qua suối thăm chồng, gió về miền xuôi qua bốn biển năm đôi, gió đưa em lượn xuôi. Em ơi, mà sao người nỡ bỏ ruộng đồng, trên đường em đi đường ngỡ hoa khắp những cây, trên đường em đi đường ngỡ hoa khắp bốn mùa. Vâng, trong buổi livestream trưa nay ạ, buổi trưa nay thì anh em chúng em đã giới thiệu cái đôi loa này rồi, và ngay chiều nay thì anh Tuyên đã đến ủng hộ cho em. Và anh đang thực hiện công đoạn thanh toán với kế toán bằng hình thức chuyển khoản. Hiện tại bên em cũng có nhiều chế độ chuyển khoản các bác nhé, nhiều ngân hàng khác nhau, các anh em tùy theo ngân hàng nào tiện lợi cho anh em thì chúng em sẽ gửi ngân hàng đó để chuyển khoản cho được nhanh. Một đôi loa quá tuyệt vời, cho chất âm tuyệt vời và trình bày cũng đẹp, rất là đẹp, hoàn tráng. Đánh không thiếu giải gì đâu các bạn, đánh không thiếu giải gì nhá. Đó, rất đẹp luôn ạ. Bát đánh cực sâu, trung tươi sáng, chép lách cách leng keng, không thiếu một cái giải gì ạ. Anh em có thể đánh với không gian 40-50m², thậm chí 60m², đánh không cần loa trầm. Chọn bộ nếu như anh em lấy thêm cả vang và mic không dây nữa thì là 22.100.000 nhé. Chọn bộ hiện tại thì anh đã có vang và có mic rồi thì anh chỉ cần lấy đẩy và nâng tiếng nữa thôi, và một đôi loa nữa, như vậy là đã chọn một bộ rồi. Anh em mà lấy chọn bộ cấu hình như trong video của em đây thì thêm vang và thêm mic nữa thì tổng trị giá là 22.100.000 đồng. Mọi chi tiết các bác anh em vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên màn hình là 0975386726 hoặc 0963866622. Và một lần nữa rất là cảm ơn anh Tuyên đã đến và ủng hộ chúng em bộ cao kinh ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Ngay từ ngõ 41 thì thơm này.